bánh khoai mì nướng thì sẽ là hai bịch khoai mì bào như thế này, bỏ ra cho nó tan đá rồi mình sẽ dắt nước bắt đầu làm nha. Cái này mình có một quả trứng gà, rồi mình cho hai muỗng canh đường vô, sau đó sẽ cho nửa lon sữa đặc vô. Còn nếu các bạn không muốn xài đường thì mình bỏ hết một lon sữa đặc luôn. Thì lượng khoai mì của mình là khoảng 958g, là gần 1kg luôn á. Nửa lon sữa đặc xong rồi mình sẽ cho một muỗng canh bột năng vô. Sau đó mình sẽ bỏ một lon nước cốt dừa vô. Thì mình xài cái hiệu này là nó là 400ml. Xong rồi chúng ta sẽ cho một ít muối vô nha. Đây thì mình bỏ một khoảng ít muối vô thôi. Sau đó mình sẽ cho một ít bơ vô. Thì mình có bơ, nó có viên như thế này, thì mình xài khoảng 3 viên. Mình bỏ vô microwave, lò vi sóng đó, khoảng 5-10 second thì mình bỏ đi, nó sẽ tan ra rồi mình đổ vô đây. Và chúng ta sẽ cho một ít bột vani vô, hoặc nếu các bạn có dạng nước thì chúng ta cho dạng nước. Mình thì mình xài dạng nước, cho một ít vô cho nó có mùi thơm. Đây, lúc mình microwave khoảng 20 second á, nó tan rồi. Bây giờ mình sẽ quấy cái này lên đều nha. Sau khi quấy nó đều xong á thì mình sẽ bỏ cái khoai mì mà mình đã dắt sạch nước ra, cho khoai mì vô ha. Còn đây là cái nước lúc mà mình dắt nè, các bạn thấy không, nó được như đây nè. Thì mình sẽ đổ cái nước này, đổ bỏ đi. Xong rồi mình sẽ lấy cái lớp mà nó lắng ở dưới đây nè, nó rất là mịn, thì bỏ vô đây nó sẽ tạo độ sánh mịn cho cái bánh khoai mì nướng của mình. Trộn đều rồi thì mình cho thêm khoảng 3 cái cúp sữa half and half này vô ha. Cái này nó giúp cho nó thêm độ béo, với lại nó làm loãng ra một tí, chứ đặc quá thì cái bánh nó sẽ bị cứng. Thấy nó sẽ có cái độ sệt như thế này nè, các bạn đừng có làm lỏng quá thì nó sẽ không ngon. Nó phải sệt sệt vừa vừa như thế này, đặc không có đặc quá cũng không có lỏng quá. Cái khay của mình thì bây giờ mình sẽ bỏ vô lò nướng để khoảng 5-10 phút cho cái khay này nó nóng lên. Thì mình sẽ đem ra và đổ khoai mì vô. Các bạn làm, nếu các bạn không muốn nó bị dính ở đấy thì các bạn chét quét một lớp dầu mỏng lên ha. Đây là khoai mì mình đã đổ ra khay rồi, bây giờ mình bỏ vô lò nướng. Nhưng mà các bạn muốn không bị cháy cái mặt á thì mình sẽ bao một lớp giấy bạc lên trên. Độ 370 trong vòng 50 phút rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái lớp giấy bạc ra, mình nướng tiếp khoảng 15 phút, mà hạ nhiệt độ xuống thấp hơn là 350 độ F. Rồi 5 phút cuối thì mình mở roi để mình nướng ở trên cho nó cháy cái lớp ở trên, hoặc là sẽ lật cái miếng phía dưới lên trên để mình nướng cho nó giòn. Khi cái mặt trước nó đã giòn rồi thì mình, đây là cái mặt phía đáy nè, mình đã lật lên. Bây giờ mình sẽ nướng cái mặt này khoảng 5 phút ở 300 độ F để cho nó giòn. Đây là thành quả của chúng ta, bánh khoai mì nướng. Mình đã cắt ra rồi, từng miếng nhỏ để ăn. Đây, rất là ngon nha. Bánh vừa giòn lớp ở ngoài mà bên trong vừa rất là mềm và thơm. Mời cả nhà ăn thôi.